Tạ tiên sinh ông khỏe chứ? Cậu biết tôi là ai sao? Tất nhiên là biết. Tạ Uyên Tạ lão tiên sinh đúng không? Làm sao cậu biết sẽ là tôi nghe điện thoại? Đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Nhưng trên người Tạ gia, câu nói này hình như không dùng được. Bây giờ loại cục diện này, dám nhận điện thoại của tôi Tạ gia chỉ có hai người. Một người là Tạ lão tiên sinh, một người chính là ở trước mắt tôi Tạ tiểu thư. Chỉ là đáng tiếc, nếu như Tạ tiểu thư là một người con trai, Tạ lão tiên sinh chỉ sợ hiện tại đã trực tiếp nhảy qua đời thứ hai, để cô ấy làm người thừa kế rồi. Cậu hẳn không phải là vì cùng tôi nói những lời nhảm nhí này chứ? Nếu như tôi không có đoán sai, là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi phải cậu bắt cóc Lưu Vân. Còn ở trên trực tiếp nói xấu tôi. Không hổ là Tạ lão gia tử, trong thời gian ngắn như vậy, đã nghĩ đến lý do thoái thác. Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao? Người ở trên đời này đều là vì một loại lợi ích nào đó mà làm việc. Dạ thân cậu ở trong 3 tháng ngắn ngủi, đạo lượt thế giới chân bảo, đem bán giá cao ở chợ đen. Cho dù cậu đem tiền đều quyên cho cơ quan từ thiện, nhưng trộm chính là trộm, không thay đổi được sự thật cậu là một tên trộm. Tạ lão gia tử, có một câu ông nói đúng rồi. Tôi gọi điện thoại cho ông cũng không phải vì nghe ông nói những lời nhảm nhí này. Tôi gọi điện thoại cho ông chỉ vì đưa ra một điều kiện, xin lắng tai nghe. Kỳ thật cũng không có gì. Mời Tạ lão gia tử đi dập mấy cái khấu đầu nhận lỗi với cả nhà Hàn gia. Mặc dù tôi đã từng tới tiệm mì tên Chi Vị Hiên mà cậu nói, nhưng là tuyệt đối không có làm qua những chuyện mà cậu đã nói. Đừng hòng dùng chuyện này để uy hiếp tôi. Nếu như ông không đi, tôi liền giết Tạ tiểu thư đấy. Lời vừa nói ra, bên trong gian phòng trong chốc lát lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngay cả Tạ Lưu Vân đều cắn chặt môi đỏ, hình như đang đợi Tạ Uyên trả lời. Nếu cậu đã dùng tính mạng của Lưu Vân làm uy hiếp, cho dù là tôi chưa từng làm qua những chuyện mà cậu nói, dù là bỏ qua tấm mặt mo này, cũng sẽ dựa theo yêu cầu của cậu đi làm. Chỉ là sau khi tôi dập đầu xin lỗi xong, hy vọng cậu thả Lưu Vân. Nếu như không yên tâm, tôi có thể đi làm con tin của cậu. Tạ lão gia tử, ông không đi diễn kịch, thực sự là quá đáng tiếc. Tạ tiểu thư, cô tin những lời mà Tạ lão gia tử nói sao? Tạ Lưu Vân thần sắc biến đổi. Cô tất nhiên hiểu rõ Tạ Uyên là hạng người gì. Nếu không phải lúc này có gần tỷ người đang xem buổi trực tiếp này, Tạ Uyên cho dù là nhìn thấy cô đi chết, cũng sẽ không đi dập đầu xin lỗi với gia đình Hàn gia. Tôi đương nhiên tin tưởng lời của ông nội tôi nói. Tốt, rất tốt. Vậy thì tôi lại cho Tạ lão gia tử một lựa chọn khác. Đỗ Tử Ngạ nói xong, đem máy tính cầm tới. Sau đó ngón tay ở phía trên cấp tốc thao tác. Tạ lão gia tử, tôi gửi một số tài liệu vào trong email của cha Tạ tiểu thư. Không ngại xem trước một chút, rồi lại nghe tôi đưa cho ông một lựa chọn khác. Tạ Nghĩa Hiền lúc này đã cầm một máy tính tới. Luồn cuống tay chân mở ra hòm thư của mình. Khi Tạ Nghĩa Hiền ấn mở nội dung bên trong ra, tay hắn không khỏi run rẩy. Cha, Tạ gia chúng ta xong rồi. Nội dung trong tin nhắn bao gồm rất nhiều chuyện phạm pháp loạn kỷ cương của Tạ gia làm những năm này. Bao gồm đút lót, điều khiển giá cổ phiếu, mua bán tin tức, thuê người giết người, rửa tiền, tư tàng súng ống vân vân. Như vậy, hiện tại Tạ lão gia tử hẳn là nguyện ý nghe một lựa chọn khác của tôi rồi chứ? Hiện tại mời Tạ lão gia tử chọn giữa Tạ tiểu thư và phần tài liệu này đi. Phần tài liệu này chỉ có hai phần, một phần là tôi gửi cho hai người, một phần là bản sao lưu gốc. Lựa chọn tài liệu, Tạ tiểu thư chết, tôi sẽ đem tài liệu sao lưu xóa đi. Lựa chọn Tạ tiểu thư sống, tôi sẽ đem phần tài liệu này công bố ra ngoài. Tạ lão gia tử, ông chỉ có một phút cân nhắc. Xin hãy cẩn thận, lấy tốc độ nhanh nhất đem tài sản chuyển di ra ngoài. Bất kể đại giới, hết thời gian, lời của cậu tôi không có cách nào tin tưởng. Bất kể tôi lựa chọn thế nào, cậu đều sẽ đem phần tài liệu này công bố ra ngoài. Cậu cho tôi lựa chọn như vậy, đơn giản là muốn tôi xấu mặt ở trước mặt toàn thế giới mà thôi. Tạ lão gia tử, con người của tôi từ trước đến nay nói được thì làm, nói ra tất thấy. Ồ, tôi hiểu rồi. Bây giờ ông là đang trì hoãn thời gian, chuẩn bị chạy trốn nhỉ? Tạ gia chúng tôi làm việc đúng, ngồi thẳng vì sao phải trốn chạy? Ồ, vậy thì chúng ta trở lại vấn đề chính. Tạ lão gia tử, mời lựa chọn đi. Chính như vừa rồi tôi nói, tôi dựa vào cái gì tin tưởng cậu nói là thật? Cậu chẳng qua là vì châm ngòi ly gián mà thôi. Tạ lão gia tử hiện tại không được lựa chọn, ông chỉ có thể đánh cược một lần. Nếu như ông không chọn, vậy phần tài liệu kia sẽ trực tiếp gửi cho cảnh sát, đồng thời sẽ tuyên bố toàn cầu. Vậy kế hoạch chạy trốn của các ông liền phải hủy bỏ. Tôi lựa chọn. Chờ đã. Tạ Lưu Vân đột nhiên lên tiếng, ngắt lời của Tạ Uyên. Không chỉ người ở đây và khán giả đang xem sững sờ, ngay cả Đỗ Tử Ngạ cũng có chút bất ngờ phải nhìn về phía của Tạ Lưu Vân. Tạ tiểu thư có cái gì muốn nói? Anh đã nói, anh nói ra tất thấy. Như vậy hiện tại tôi muốn anh thực hiện lời hứa lúc vừa mới bắt đầu kia. Như vậy đi, chỉ cần Tạ tiểu thư chủ động hôn tôi một cái, tôi liền thả cô rời đi thế nào? Anh coi tôi là con nít 3 tuổi sao? Con người của tôi khuyết điểm rất nhiều, nhưng có một điểm, từ trước đến nay nói ra tất thấy. Tốt, rất tốt.
Không hổ là Tạ tiểu thư, tôi rất tán dương cô. Không, phải là rất thích cô. Không hổ là cô gái mà tôi nhìn trúng. Chính như tôi đã nói, con người tôi khuyết điểm rất nhiều. Nhưng mà nói ra tất thấy là một trong số ít những ưu điểm của tôi. Tạ tiểu thư, cô có thể rời đi rồi. Anh thật thả tôi đi. Tôi đã sớm nói, con người của tôi từ trước tới nay đã nói là làm. Nếu cô đã có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, tất nhiên tôi cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Mời đi. Tạ tiểu thư còn không đi. Thật cho là tôi không dám giết người sao? Anh không phải không dám, mà là sẽ không. Sao cô biết được? Bởi vì mục đích ngay từ đầu của anh không phải tôi. Bắt cóc chẳng qua là để tạo ra một cục diện như vậy. Mục đích cuối cùng nhất chỉ là hủy đi Tạ gia mà thôi. Như vậy Tạ tiểu thư lưu lại là muốn ngăn cản tôi hủy Tạ gia. Không, anh đã nói trùng sinh 10.000 lần. Như vậy trước đó khẳng định là đã sai rất nhiều lần. Làm vạn toàn chuẩn bị. Cho dù tôi ở lại hay không, anh đều sẽ có hậu thủ. Dứt khoát ở lại. Tôi muốn xem anh rốt cuộc có chết hay không.